Chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu lại các bạn là một bộ máy siêu khủng. Mình rất là tự hào là nó có thể là nó hiện bây giờ là nó nhất thế giới. Thì đây là bộ máy vừa mài kéo mài tông đơ. Thì các bạn biết là mình đặt 4 cái đĩa kim cương này thì nó hơi đặc biệt một xíu, là mình có thể mài tông đơ ở bên trong và kéo ở phần bên ngoài ha các bạn ha. Đó. Thì khi mà mài kéo tông đơ mà nó hiện đại như vậy thì mình mài rất là nhanh. Thì khi rảnh mình sẽ làm cho các bạn xem một số sản phẩm làm rất là nhanh. Ở trên đây thì có máy sửa răng tông đơ, thì cũng là bên dày, bên mỏng, cước đánh bóng kẻ ha, bùi nhồi đánh sét. Rồi, tất cả các khung này đều làm bằng inox và mình ở đây mình sử dụng hai biến tầng riêng biệt. Giữa có vách mica các bạn ha. Rồi có các ngăn. Có cái chân ai lông không hả ta? Rồi, ok. Đó, rồi. Hey, các bạn thấy không ạ? Mình đang rất là hạnh phúc và cảm ơn tất cả mọi người đã cổ vũ tinh thần bấy lâu. Chào các bạn ạ.